đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Bản tin kính chúc toàn thể các bạn có được sức khỏe dồi dào và tràn đầy sức sống. Giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2023. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe London mở cửa lúc 16 giờ và đóng cửa lúc 0 giờ 30 hôm sau, đảo chiều giảm mạnh. Kỳ hạn giao tháng 1 giảm 45 đô la Mỹ xuống 2.521 đô la Mỹ tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 35 đô la Mỹ xuống 2.449 đô la Mỹ tấn. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Cùng xu hướng, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US New York mở cửa lúc 16 giờ 15 và đóng cửa lúc 1 giờ 30 hôm sau. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm 5.15 sen xuống 170.95 sen và kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024 giảm 4.55 sen xuống 166.65 sen, các mức giao dịch tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình, xu hướng giá cà phê trong nước. Cùng xu hướng giảm, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh trọng điểm Tây Nguyên giảm 1.200 đồng xuống mức 58.500 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 58.500 đồng, giảm 1.200 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 58.500 đồng, giảm 1.300 đồng. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Di Linh, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 58.100, giảm 1.200 đồng. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, hôm nay ở huyện Cư Mơ Ga, huyện Ea Hơ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức trên 58.800 đồng, giảm 1.200 đồng. Trên đây là bảng giá ngày 18 tháng 11 năm 2023, là ngày giao dịch cuối cùng trong tuần. Hy vọng giá giao dịch tuần sau sẽ khởi sắc hơn. Mời các bạn đón xem. Bản tin xin chào, hẹn gặp lại.